MU có thể chấp thời cơ thu bộn tiền trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Mùa giải 2022 phần 2023 đã khép lại, Quỷ đỏ về cơ bản đã đạt được những mục tiêu đề ra. Giờ là lúc họ phải hoạt động sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng mùa hè để chuẩn bị thật tốt cho mùa giải tiếp theo với những tham vọng còn cao hơn. MU cần phải mạnh tay bán cầu thủ dù thất bại trong trận chung kết FA Cup, nhưng không thể phủ nhận huấn luyện viên Erik Ten Hag đã có mùa giải đầu tiên khá thành công khi đưa MU cán đích thứ ba tại ngoại hạng Anh và vô địch Carabao Cup. Tất nhiên, đó chưa phải là đích đến cuối cùng của huấn luyện viên người Hà Lan. Đội chủ sân Old Trafford sẽ phải hướng tới cạnh tranh được chức vô địch ngoại hạng Anh cũng như lấy lại vị thế tại Champions League. Để làm được điều đó, quỷ đỏ cần phải nâng cấp đội hình mạnh hơn nữa. Như chiến lược gia người Hà Lan đã chia sẻ nhiều lần ông cần vài kỳ chuyển nhượng và phải có thêm những cái tên chất lượng. Ngân sách mua sắm chắc chắn sẽ không hề nhỏ. Và để huy động được, MU sẽ cần phải cho ra đi nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại. Nên nhớ, kể cả có những nguồn đầu tư mạnh từ các ông chủ, thì việc tạo doanh thu từ bán cầu thủ là để đảm bảo việc tuân thủ luật công bằng tài chính. Hiện tại, có nhiều cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch lâu dài của huấn luyện viên Eric Ten Hag và một số thì đã không đáp ứng được những kỳ vọng về chuyên môn. Việc để họ ra đi còn nhằm mục tiêu tránh một cuộc khủng hoảng thừa, cũng như tạo ra một cánh cửa để họ được thi đấu nhiều hơn trong một màu áo mới. Dưới đây là những cái tên có thể sẽ nằm trong danh sách chuyển nhượng hè này. Scott McTominay, tiền vệ người Scotland trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ. Đầu mùa, anh đã có những trận thi đấu ấn tượng bên cạnh Eriksen. Nhưng sau đó McTominay không còn giữ được phong độ cao và mất vị trí trong đội hình xuất phát vào tay Casemiro. Kể cả khi những trụ cột khu vực giữa sân vắng mặt, anh cũng là lựa chọn sau những Bruno, Sabitzer và Fred. Đây là thời điểm hợp lý để MU chia tay người con của họ. Nhất là khi đã có một số đội bóng thể hiện sự quan tâm đến McTominay, đặc biệt là Newcastle. Tiền vệ 26 tuổi có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại ngoại hạng Anh, điều đó hoàn toàn có thể hữu dụng với nhiều đội bóng. MU có thể thu được khoảng 35 triệu euro từ thương vụ này. Harry Maguire, mùa hè năm 2019. MU từng chi hơn 80 triệu euro để mang trung vệ người Anh về sân Old Trafford. Hai mùa đầu tiên Maguire thi đấu tương đối ổn, giúp MU luôn có mặt trong top 4 và anh còn được huấn luyện viên Son giờ trao tấm băng đội trưởng. Thế nhưng sau đó phong độ của Maguire dần đi xuống và người ta chỉ còn nhớ đến anh với những sai lầm ngớ ngẩn. Hiện Maguire chỉ còn là sự lựa chọn thứ năm ở vị trí trung vệ của MU, sau cả xô người vốn chỉ quen đá hậu vệ trái đội bóng không còn trọng dụng Mark White, trong khi cầu thủ này có lẽ cũng không thể hài lòng với tình thế hiện tại. Một lời chia tay có thể sẽ diễn ra ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Giá trị của trung vệ này đã giảm sút rất nhiều, nhưng MU vẫn có thể thu về khoảng 30 triệu euro. Fred, một cách công bằng, tiền vệ người Brazil đã có một mùa giải không tệ. Anh đã thi đấu bùng nổ giai đoạn giữa mùa giải, giúp MU đánh bại Barcelona tại Europa League và tiến tới ngôi vương Carabao Cup nhưng Fred vẫn chưa khắc phục được tình trạng trận hay trận dở. Như người ta vẫn nói vui, Fred thiếu ổn định một cách ổn định. Tiền vệ người Brazil này không còn được đá chính nhiều. Nhiều khả năng huấn luyện viên Eric Ten Hag sẽ mua thêm những cái tên mới chất lượng cho khu vực giữa sân thì thời điểm để kết thúc hẳn bộ đôi Fred và Scott McTominay sớm diễn ra. Fred vẫn đang độ sung sức, thi đấu nhiệt huyết và có thể tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng. Do đó, việc bán Fred có thể mang lại 30 triệu euro. Dean Henderson một trường hợp khá đáng tiếc, vì hiếm khi lò đào tạo Carrington tạo nên một thủ môn chất lượng như vậy. Nhưng với việc huấn luyện viên Ole từng quá ưu ái De đã khiến Din quyết tâm ra đi để được bắt chính nhiều hơn, kể cả là hợp đồng cho mượn. Thủ thành người Anh có lượt đi chơi đầy ấn tượng cho Nottingham Forest nhưng sau đó đen đủi dính chấn thương. Đến hiện tại, chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy anh có thể được trọng dụng tại MU mùa sau. Với khả năng của mình, Din Henderson có thể thi đấu cho rất nhiều đội bóng của ngoại hạng Anh. Một mức giá tối thiểu 20 triệu euro là xứng đáng cho một bản hợp đồng mua đứt thủ môn này. Martian và Van der Beek. Rất nhiều cổ động viên Quỷ Đỏ đã không thể kiên nhẫn thêm với hai cầu thủ này khi mà thời gian thi đấu của họ ngày càng ít vì chấn thương. Rõ ràng rằng tương lai của MU không thể đặt niềm tin họ. Một điều khó khăn cho ban lãnh đạo đội bóng là hiện tại không dễ để bán hai cầu thủ này. Các đội khác rất e ngại sự nhạy cảm với chấn thương của Martian và khả năng thích ứng chậm của Van der Beek trong trường hợp có những lời đề nghị từ bên ngoài và thuyết phục được các cầu thủ đồng ý, thì MU có lẽ cũng chỉ nên kỳ vọng thu về một có số nhỏ, từ 5 đến 10 triệu euro cho cả hai. Brandon Williams và Anthony Elanga, họ đều là những cầu thủ còn trẻ, đều từng thi đấu trong đội hình xuất phát của MU, dù không nhiều. Nhưng điểm chung là không ai phát triển được như kỳ vọng và dần mất hút. Mùa này Elanga xem như không còn được dùng ở lượt về còn Brandon Williams chỉ còn được thấy ở trong những buổi tập. Những vị trí mà họ thi đấu hiện có nhiều những cái tên xuất sắc hơn. Đã đến lúc những chàng trai trẻ này tìm tới những ngôi nhà mới. Mùa hè năm ngoái MU từng bán James Garner cho Everton với giá hơn 10 triệu euro. Hè này, họ có thể hy vọng con số tương tự cho một trong hai Williams và Elanga, hoặc cho tổng cả hai cầu thủ. Jadon Sancho. Đây có thể là cái tên gây tranh cãi nhất trong danh sách này và cũng là trường hợp mà MU cần phải cân nhắc nhiều nhất. Sancho vẫn có những phẩm chất nhất định, mùa này vẫn có được 7 bàn thắng và 3 kiến tạo trên mọi đấu trường, nhưng khả đóng góp vào lối chơi của Sancho rõ ràng là dưới mức kỳ vọng. Lối đá tốc độ Do thể lực của ngoại hạng Anh cộng với sức ép từ cái mắc giá và mức lương quá cao khiến đôi chân Sancho mất đi sự tin và thanh thoát so với thời ở Dortmund. Việc đi hay ở lại của cầu thủ chạy cánh này phụ thuộc vào việc MU sẽ mang về được những ai ở các vị trí hộ công cũng như mức độ của những lời đề nghị từ các đội bóng khác. Trong trường hợp huấn luyện viên Ten Hag không còn trung đường với Sancho, thì MU cũng phải xác định khó có thể thu về mức giá chuyển nhượng cao. Con số có thể chỉ từ 30 đến 45 triệu euro. Doanh thu từ bán cầu thủ. Như những nhận định ở trên, nếu chưa tính ra đơn Sancho, MU có thể thu về hơn 120 triệu euro, khoảng hơn 103 triệu bảng, từ việc bán cầu thủ. Có thể thực tế không phải tất cả đều được cho ra đi. Nhưng ít nhất cũng nên có 3,4 thương vụ. Mục tiêu tối thiểu là để số tiền mang lại sẽ đủ cho đội bóng mua một bom tấn chuyển nhượng. Ngoài ra cũng là để phần nào cân đối lại quỹ lương. Một điều nữa cần phải làm, MU phải thực hiện những kế hoạch chuyển nhượng từ sớm, tránh việc lâm vào thế bị động và bị ép giá như những kỳ chuyển nhượng gần đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.